toàn chia tay đội bóng Hàn Quốc, khoác áo câu lạc bộ Nam Định. Sau một năm thi đấu không thành công ở giải hạng nhì Hàn Quốc trong màu áo Seoul Eland, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn nhiều khả năng sẽ phải nước đổ quân cho câu lạc bộ Nam Định ở V-League. Chuẩn bị trong mùa giải 2023-2024, đội bóng Nam Định đã lên kế hoạch về nhân sự. Theo đó, ban lãnh đạo đã thống nhất với huấn luyện viên Vũ Hồng Việt về việc sẽ đồn nhiều cầu thủ trẻ ở độ tuổi 18-20 đang được huấn luyện từ lò đào tạo bóng đá Thành Nam lên đội 1 để sàng lọc, chọn ra những gương mặt ưu tú nhất tham dự năm giải 2023-2024. Đội bóng Thành Nam muốn gia tăng tính địa phương, màu cờ sắc áo. Bên cạnh đó, để gia tăng sức mạnh cho hàng công, ban huấn luyện đã đề xuất với lãnh đạo đội bóng về việc chiêu mộ tiền đạo Nguyễn Văn Toàn. Và đến lúc này, Nam Thịnh đã đạt được thỏa thuận để tiến tới ký hợp đồng với tiền đạo Nguyễn Văn Toàn. Theo kế hoạch, khoảng 7 đến 10 ngày nữa, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn sẽ trở về Việt Nam và gặp gỡ trực tiếp lãnh đạo đội bóng Thành Nam để thống nhất một số điều khoản hợp đồng trước khi đi đến ký kết. Câu lạc bộ Nam Định đã ra thông báo chính thức về việc đã đạt thỏa thuận ký hợp đồng với Văn Toàn. Trong thời gian thi đấu cho Seoul Eland, dù nỗ lực nhưng Văn Toàn không để lại quá nhiều dấu ấn sau 10 trận ra sân. Từ ngày 4 tháng 6 đến nay, cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai chưa ra sân thêm trận đấu nào cho đội bóng Hàn Quốc vì chấn thương. Như vậy, Văn Toàn là cầu thủ tiếp theo của Việt Nam không thể thành công khi ra nước ngoài thi đấu sau những trường hợp của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Hậu, Quang Hải.